Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Vòng TV. Thì hôm nay mình sẽ chơi thử tựa game Free Fire trên chiếc Samsung Galaxy Note S nha các bạn. Ở phần đồ họa thì mình sẽ để là thường, còn FPS là cao nha. Ui. Rồi ok thì với tựa game Free Fire chơi rất là ngon trên chiếc Samsung Galaxy Note S ở mức đồ họa trung bình. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.